Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Tiêu điểm giao thông phát sóng trên kênh truyền hình VOVTV Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chính sau đây. Hết miễn phí, lượng khách đi xe buýt nhanh BRT vẫn ổn định. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều xe máy nhất thế giới. Thiết kế giao thông cần làm quyết liệt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng chính thức triển khai và miễn phí, sáng ngày 6 tháng 2, xe buýt nhanh BRT chính thức thu phí, song những chiếc xe buýt vẫn chặt cửa khách. Giá vé 7.000 đồng một lượt được bán tại các điểm nhà chờ. Ngoài vé lượt, buýt nhanh BRT còn sử dụng cả vé tháng. Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù buýt nhanh BRT bắt đầu phải trả tiền, nhưng lượng khách đi lại vẫn giữ ổn định. Hơn nữa, hầu hết mọi người đều đã nắm được chủ trương thu tiền vé từ hôm nay, nên lượng khách thắc mắc không nhiều. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, do vào giờ cao điểm sáng nên tình trạng ô tô, xe máy và thậm chí cả xe đạp, lấn làn của xe buýt nhanh vẫn diễn ra phổ biến. Tuyến buýt nhanh BRT01 bến xe Yên Nghĩa, Kim Mã được chính thức vận hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2016. Đến nay, trung bình mỗi ngày vận chuyển hơn 12.000 lượt hành khách. Dần dần thay đổi thói quen sử dụng phương tiện vận tải công cộng của người dân trên địa bàn thủ đô. Theo tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý Hascon, Viện trưởng Viện Điện Điện tử Tin học của Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân chính của nạn kẹt xe nghiêm trọng ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là do có quá nhiều xe máy. Thống kê mới nhất cho thấy thành phố có tới gần 6 triệu xe máy, chiếm 1/3 lượng xe của cả nước. Theo phân tích, diện tích một xe gắn máy chiếm dụng mặt đường khi lưu hành là 4,8 m². Đếm thử ngẫu nhiên trên đường, cứ 5 xe đi một người thì có một xe đi hai người. Tính bình quân một xe gắn máy chở 1,17 người. Như vậy, một người đi xe gắn máy sẽ chiếm dụng diện tích mặt đường là 4,1 m². Trong khi đó, một xe buýt trung bình chở 45 người. Theo phân tích tương tự như với xe máy, một người đi xe buýt sẽ chiếm dụng diện tích mặt đường là 0,8 m². Tính như vậy để thấy, một người đi xe máy chiếm dụng diện tích mặt đường lớn hơn so với một người đi xe buýt tới 5,13 lần. Vào giờ cao điểm, toàn thành phố Hồ Chí Minh sử dụng 70% tổng số xe gắn máy thì có tới 4,2 triệu xe gắn máy và 4,91 triệu người lưu thông trên đường. Nếu sử dụng xe buýt thì chỉ cần 110.000 xe. Thưa quý vị và các bạn, dịp Tết năm nay có thể nói là thành công của các hãng hàng không bởi sự chuẩn bị tốt, chất lượng phục vụ cao cho nên số lượng hành khách sử dụng đường hàng không tăng đột biến và chất lượng dịch vụ được cải thiện đáng kể. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam đã phối hợp với các hãng hàng không Việt Nam có kế hoạch tăng 1.270 chuyến bay thương mại nội địa từ ngày 16 tháng 1 đến 12 tháng 2 năm 2017, 2 tuần trước Tết và 2 tuần sau Tết để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Nguyên đán. Cụ thể, số lượng hành khách vận chuyển là hơn 1,2 triệu hành khách, tăng 21,1%, 8,4 nghìn tấn hàng hóa, tăng 30,9% so với cùng thời điểm năm ngoái. Đặc biệt, tình hình chậm, hủy chuyến bình quân của các hãng giảm gần 10% so với năm ngoái. Theo báo cáo từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 7 ngày nghỉ Tết Đinh Dậu và tuần làm việc đầu tiên vừa qua cho thấy, toàn quốc xảy ra 368 vụ tai nạn giao thông, 52,6 vụ một ngày, làm chết 203 người và làm bị thương 417 người, tăng cả 3 tiêu chí so với năm ngoái. Theo đó, đường bộ xảy ra 360 vụ làm chết 197 người, làm bị thương 406 người so với cùng kỳ năm 2016, tăng 81 vụ, tương đương 29%. Đường sắt xảy ra 8 vụ làm chết 6 người, làm bị thương 11 người, tăng 3 vụ tương đương 60% so với cùng thời điểm năm ngoái. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái tai nạn giao thông là cái hành vi vi phạm các quy định pháp luật. Đấy, nồng độ cồn là chắc chắn. Cái thứ hai là cái vấn đề liên quan đến việc là vi phạm tốc độ, rồi đi qua sai phần đường làn đường, thế rồi không chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện. Kể cả vấn đề tránh vượt, kể cả vấn đề chuyển hướng. Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, trong 7 ngày Tết, tổng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là gần 37.000 trường hợp, tăng nhẹ so với năm ngoái. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông ở các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã trở nên nghiêm trọng. Chính quyền của các thành phố đều đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp chống ùn tắc giao thông và mong muốn sự đóng góp tích cực của người dân. Bắt đầu từ chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến những vấn đề này thông qua các ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học và người dân để nhằm tìm kiếm ra những giải pháp khả thi chống ùn tắc giao thông.
Sau đây là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với chuyên gia về giao thông, tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, chuyên gia cao cấp của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tại Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức đã trả lời cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình VOV. Thưa ông là một chuyên gia về giao thông. Vậy từ trước đến nay ông đã từng và bao nhiêu lần hiến kế giao thông cho Hà Nội? Nếu mà đếm số lần thì có lẽ tôi chả bao giờ tôi đếm. Thế nhưng mà tư vấn thì nhiều lần, dưới dạng các dạng khác nhau. Ví dụ trong một trong nghiên cứu của chúng tôi thì thấy rằng là để giải quyết một trong các phương án mà để giải quyết vấn đề ùn tắc là phát triển giao thông công cộng và hạn chế phương tiện cá nhân. Thế thì nghiên cứu của chúng tôi cũng thấy rằng một quy luật rất là hay mà từ xưa đến nay có lẽ là chúng ta chưa thấy để ý trong khi ứng dụng. Tức là sự phát triển của phương tiện cá nhân ấy, về mặt dài hạn thì nó phụ thuộc rất nhiều, quan hệ rất chặt chẽ và các điều kiện kinh tế xã hội. Nhưng mà trong ngắn hạn nó không phụ thuộc. Điều đó có nghĩa là ví dụ như năm nay chẳng hạn, tôi dùng một số biện pháp thì đây tôi hạn chế được số xe máy chẳng hạn. Nhưng mà sang năm mà các biện pháp của tôi không phải là rất dài hạn thì số xe máy nó sẽ tăng lại, bù lại ngay. Thế nên là muốn, đây kết luận là gì? Muốn mà giảm phương tiện cá nhân thì các biện pháp phải theo một chiến lược dài hạn. Phải có tầm nhìn dài hạn, có chiến lược dài hạn. Đấy là chỉ nêu một vài ví dụ. Để việc chống ùn tắc và giảm tai nạn giao thông có hiệu quả, vậy những cái biện pháp trước mắt là gì ạ? Trước mắt là chúng ta phải tập trung, đương nhiên là giải quyết những cái nút tắc. Một số cái điểm nút tắc thì cái đó nó sẽ thuộc vào điều kiện cụ thể. Nhưng mà cái quan trọng nhất là gì? Ta phải tìm ra nguyên nhân tại sao nó ùn tắc đã thì mới giải quyết được. Chứ nếu mà không cứ chỉ đối phó chỗ này nó chảy ra cái kia thì tôi sẽ thấy rõ ràng là nguyên nhân của ùn tắc là giữa cái cung và cái cầu nó không chưa khớp nhau. Nhưng mà thực ra là gì? Đây là lỗi của ông xây dựng rất oan cho ngành giao thông. Vừa rồi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến ấy, về việc là các Hà Nội quy hoạch thế nào để cho các nhiều nhà cao tầng tập trung quá. Thế thì ta phải nhớ, nếu mà ta xem lại tất cả trên trang web, ý kiến này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là gì? Đã là Thủ tướng đã tổng kết được ý kiến của rất nhiều người dân trước đó. Các biện pháp nên nặng về mặt thể chế và mặt kinh tế. Các cái biện pháp về mặt thể chế nó tác động rất mạnh. Một trong những cái là chúng ta rất là khó quản lý xe máy tại vì xe ra để quản lý xe máy là có thể nói là dùng có mấy công cụ. Công cụ thứ nhất là giấy phép, giấy đăng ký xe. Công cụ thứ hai tức là cái bảo hiểm. Công cụ thứ ba tức là cái kiểm định kỹ thuật. Rồi công cụ thứ tư tức là cái giấy phép lái xe. Thế nhưng mà đối với ô tô chúng ta quản lý rất là chặt chẽ. Ta có thể cho sánh chữ ô tô, ô tô bây giờ quản lý rất là chặt chẽ. Tra một cái ra ngay lập tức và tổ chức thực hiện các cái kiểm định xe máy ô tô rất dễ. Nhưng mà xe máy là gì? Có một giai đoạn chúng ta nghĩ rằng xe máy là dành cho người lao động. Thế nên bỏ lại, cuối cùng là chỉ gần như là chỉ còn cái mỗi giấy đăng ký xe là quan trọng nhất. Ông có thể lý giải thêm về biện pháp kinh tế không ạ? Bài học của Singapore đấy, tức là cứ đánh vào biện pháp kinh tế thôi. Anh muốn dùng gì thoải mái, tôi cứ đánh vào tiền. Có tiền thì dùng, không có tiền thôi. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta chắc là cũng không dám dùng cái kiểu ấy. Đấy. Tại vì xưa là sẽ có rất nhiều ý kiến phản ứng. Đấy. Cho nên là vẫn nó lại liên quan đến câu nói là có dám dùng biện pháp sao không thôi. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức đã trả lời cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình VOV ngày hôm nay. Cuộc phỏng vấn vừa rồi đã khép lại chương trình Tiêu điểm giao thông của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.